VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Xóa quên, Hà Nội trời xa xe.
qua sẽ tiêu thì tiêu liệu đi ta đi đến đâu. Xin được dừng lại ta có nhau. Tay đàn tay đang nghe lên vang thành ngọn núi khắc sâu. Mà liệu rằng tình này về đâu? Ai biết? Nhưng sao không thuộc về nhau? Để khi thanh ngân được cất lên trong lòng ngực tim lại nhắc tới mãi không ngừng bao lâu đằng sau. Thank you.
Một câu nói khi về Hà Nội. Một câu nói cảm xúc của anh bây giờ khi mà anh về Hà Nội. Hát về Hà Nội. Nhà rồi. Vừa đóng phim về diễn. Anh gặp thủ đô vào ngày 7/12 nhá. Trời ơi, bao lâu rồi về Hà Nội. Mấy tháng rồi tôi không có mà bây giờ tháng 12 này. Thật sự anh sẽ cho Hà Nội chính thức tổ chức Hà Nội. Và còn tổ chức còn sắp vào Đồng Mỹ Đình nữa. Nói chung là quá là tuyệt vời. Cảm ơn anh cho tôi 27. Mong là không để sẽ phun kín tất cả những khán giả ở các thành gặp nhau. Là Hà Nội sẽ được Mỹ Đình vào ngày 7/12 nhá. Mọi người ơi, cùng về quê mình nha. Hà Nội ơi, em trai tới đây. Anh trai bay tới đây. Xin chào Hà Nội nha. Sẵn sàng chưa nhở? Và cá từ bên cam cơm bỏi chỉ là đợi Hà Nội mà thôi. Hà Nội ơi, Nicky về đây. Chưa bao giờ tưởng tượng là mình sẽ có một show diễn ở tại sân vận động Mỹ Đình và Ngân rất là háo hức. Ngân hy vọng là sẽ bùng cháy hết sức mình với khán giả Hà Nội và cũng như là toàn thể miền Bắc luôn, và chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày 7/12 nhé. Không gặp không về. Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả khán giả ở sân vận động Mỹ Đình. Wow. Yeah, và hy vọng mọi người sẽ tới đó và cháy hết mình cùng với đại anh trai C2 cũng như là 30 anh trai trong chương trình nhé. Rất là nhiều bài hát hay đang chờ đợi mọi người. Rất là nhiều bài hát cần được mọi người hát lên. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người ơi, mọi người đã sẵn sàng cho đây ba con xếp hàng đầu chưa? Tôi là tôi sẵn sàng lắm rồi đó. Không biết hôm đó sẽ diễn bài gì ra. Bây giờ là chân thành với mọi người này. Và chắc chắn chúng ta cũng biết rồi là tình đầu quá chém rồi này. Sớm lại cũng biết rồi. Rồi hôm đó mình diễn bài mới đi. Ok không? Mình lấy bài mới mình ra diễn luôn. Mình kiểu cho lên
chính thức debut bài mới của mình trên sân khấu concert 3 của Hà Nội. Hợp lý không mọi người? Hợp lý không? Hợp lý thì like nhá. Ý định hả? Ý định anh chờ đấy. Anh tôi sẽ có những cú xoay chuyển ý định, nên là hãy chuẩn bị tinh thần đi. Hẹn gặp lại. Hẹn Hà Nội nhá. Hà Nội nhất định là phải cháy hơn nữa. See you. Nói chung là một cái diện tích lớn như thế để xem là khán giả của Hà Nội đủ sức lòng với mình không nha. Dĩ nhiên là phải đủ rồi. Cho anh đủ không? Rất đủ. Rất đủ là rõ. Thế cho nên là mình phải chọn sân vận động Mỹ Đình. Cho nên là mọi người hãy giữ gìn sức khỏe cho ngày hôm đấy bốc lửa của mình nhá. Ok. Anh nghĩ rằng là con sân Hà Nội có rất là nhiều thứ hay ho, bởi vì là anh chưa có sung chiếu hết. Thì là đến với chương trình là để anh lắp một tính mà. Và nói chung là bây giờ anh lắp mấy cái tính gì đâu mà còn cái tính mà đó nhảy nhót hát hò này kia thì chưa có được anh lắp hết. Chờ xem nha. See you guys. Thưa quý vị, khán giả thân mến, và cuối cùng rằng là Duy thấy rằng là những cái điều ước, cái mong muốn của tất cả quý vị con sớt của anh NC2 sẽ về với cả thủ đô Hà Nội thì bây giờ đây đã đến rồi đây. Hãy chờ tất cả 30 anh NC2 cùng với đêm kính anh NC2 đổ bộ về thủ đô Hà Nội nơi tôi sinh sống. Anh trai Say Hi xin chào Hà Yeah.
don't know what you're gonna say. No one can có đủ chân thành hay chưa, hay tất cả chúng ta đều đang lảng tránh vì mình sợ thiệt thòi hay là vì những vết thương trong quá khứ. I don't know. Cao này nãy nãy sụp đổ nãy giật đâu. Trời ơi, cú Spiderman. Ôi, chào anh. Nãy cứ nghỉ đấy. Hôm nay có vẻ như là anh ơi tớ chủ động truyền thông hay sao đấy? Không không, thật ra đồ này là đồ trên thế giới người ta hay mặc rất là nhiều rồi. Vậy em muốn thấy phía sau bộ đồ này là cái gì? Em đây đúng rồi. Trời ơi mọi người ơi, nhưng mà trời ơi, nhưng mà bài hát toàn cầu như thì diễn một lần làm sao mà đã được nhỉ? Có phải thêm một lần nữa nhỉ? Lần nữa được không ạ? Một lần nữa được không mọi người? Mọi người hát cùng nhá. Muốn nghe mọi người hát chay quá nhỉ? Ừ, anh bắt nhịp đi Spiderman. Bỏ tai nghe ra để cho nghe được người hát thật to đi mọi người. Wow. Em cứ đi trên con đường xưa, khi ta bên nhau, tìm về nơi trước khi kia mình sẽ xưa ta đêm hôm, chờ một ngày tình cờ mình bước qua nhau một giây thôi. Phải có quà đúng không anh? Có chứ.
Đó là boy band toàn cầu thì phải có quà cho mọi người. Concert day 1 khán giả đã có những cái này rồi, thì concert day 2 không thể nào thiếu nữa. Bây giờ Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.